Mưa như chút nước xuống Hà Tĩnh, Quảng Bình làm tuyến quốc lộ 1 bị ngập lụt chia cắt ở nhiều nơi. Xe cộ tuyến Bắc Nam ùn tắc kéo dài chưa thể lưu thông vì nước lũ chảy xiết tràn qua. Hiện thì nhiều hộ dân cũng đang gấp rút chạy lũ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thì trên địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh trời mưa rất là to, cho nên là nước đổ về hồ Kẻ Gỗ là rất là lớn. Và để tránh phá tràn vỡ đập thì hồ Kẻ Gỗ đã được xả lũ với lượng nước là 1.000 mét khối trên giây. Do hồ Kẻ Gỗ xả lớn cho nên là đã có tới 18 xã với khoảng 6.000 hộ dân ở các xã như là Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Quang và Cẩm Thạch đã bị ngập sâu và cô lập. Và nhiều hecta nuôi trồng thủy hải sản ở các xã như là Phúc Thắng, Cẩm Lộc đã bị thiệt hại. Hệ thống công trình thủy lợi thì bị sạt lở và hư hỏng. Nguồn điện phía Bắc của các huyện thì bị chia cắt hoàn toàn. Và hiện cơ quan chức năng thì đang tìm các cái phương án cẩn trọng nhất để có thể phá tràn một cách chủ động. Bởi vì nếu như mực nước lên đến cốt 30 thì đập tràn chính của hồ Kẻ Gỗ sẽ bị vỡ. Và để đảm bảo cho an toàn cho hồ Kẻ Gỗ thì tỉnh này đã mở thêm 2 cống phụ. Và hiện địa phương này thì đang khẩn trương huy động các cái nguồn lực cũng như là các cái phương tiện để tổ chức di rời dân vùng hạ lưu của hồ nước, hồ Kẻ Gỗ đến nơi an toàn. Và theo đó thì đã có khoảng gần 20.000 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của việc xả lũ hồ Kẻ Gỗ phải sơ tán đến nơi an toàn. Và địa phương này thì cũng đã cử lực lượng chức năng túc trực để không cho người dân quay trở lại khi nước chưa rút. Và ngay đoạn đầu đường tránh của thành phố Hà Tĩnh thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng như là các cái đơn vị quản lý đường bộ đã phải ứng trực phân luồng giao thông, đặt biển cấm xe qua lại, bởi vì nhiều đoạn đường tránh của thành phố Hà Tĩnh thì ở trên địa bàn của huyện Cẩm Xuyên cũng như là Thạch Hà đang bị ngập nặng.